Thì mình nói tiếp cái chuỗi video về cái phần điều chế của mình ha. Thì hôm trước là mình đã nói về cái phần là mình điều chế là điều chế số đúng không? Điều chế tương tự sang số, tức là mình dùng cái tín hiệu số ha để mình mã hóa cho một cái tín hiệu tương tự. Là hôm trước là mình đã nói về cái phần là gì? À, BVKM ha. BVKM rồi BBM và BAM đúng không? Tức là từ một cái tín hiệu giọng nói hay là một tín hiệu gì đó bất kỳ. Đó, nhưng mà mình truyền nha, mình truyền đi nhưng mà trong khoảng cách là khoảng cách gần chứ không phải là khoảng cách xa, đúng không? Vì khoảng cách gần nên tôi hoàn toàn có thể sử dụng những cái sung guồng như thế này nè, đó, để tôi truyền cái tín hiệu của tôi đi. Thì tùy vào cái cách mà tôi dùng cái tin tức này nè, tôi tác động lên cái sung guồng này á, thì bữa mình có là gì, AM, tức là mình điều chế gì, biên độ, làm cho cái biên độ sung guồng này thay đổi. Rồi mình có là gì, BVKM, tức là mình làm cho cái độ rộng sung guồng này thay đổi. BBM tức là gì, mình làm cho vị trí những cái sung này thay đổi. Đó, thì mình có 3 phương pháp để mình tác động, là dùng tin tức để mình tác động vào sung guồng. Thế bây giờ cũng là cái giọng nói này luôn nha. Bây giờ tôi không muốn truyền gần nữa. Đó, tôi muốn truyền xa, thật xa luôn, bán kính lên tới vài km, vài trăm km luôn. Đó, chẳng hạn như một cái đài phát thanh, người ta chuẩn bị phát một cái chương trình radio nào đó đi. À, thì cái giọng nói người ta ở đây. Đó, thì người ta sẽ phát cái tín hiệu này, là làm thế nào để người ta phát tín hiệu này lên một cái đường truyền vô tuyến, mà tại đó mình sử dụng một cái radio, một cái anten, mình dò đúng cái tần số đó thì mình nghe được. Vậy cái tín hiệu mà truyền trên đường truyền này là có phải là cái BAM, BVKM này không? Không, đúng không? Mà cũng không thể nào mà là cái tín hiệu gốc này được. Do đó lúc này người ta tiến hành sử dụng một phương pháp điều chế khác, là gọi là điều chế tương tự sang tương tự. Tức là sao? Tín hiệu tin tức là tín hiệu tương tự, và tín hiệu tôi sử dụng hay để tôi truyền cái tín hiệu tin tức này đi cũng vẫn là tín hiệu tương tự luôn. Mà tín hiệu tương tự đơn giản nhất là mình có là gì, sin hoặc là cos. Chứ bây giờ tôi không dùng sung vuông nữa nha, tại vì cho sung vuông tôi đâu đi xa được đâu. Đó, nên bắt buộc tôi phải dùng sin hoặc cos để tạo nên những cái tần số là vô tuyến. Như vậy cái chương này nè, theo cái phần hôm nay nè, thì mình cũng nói về luôn là cách mình sử dụng những cái tín hiệu là sin và cos, hay là mình gọi là sóng mang nè, hay để mình trợ cái tín hiệu tin tức của mình. Thì nó cũng có 3 phương pháp nó tác động y chang hằng sung vuông này. Nếu tôi dùng AM, tức là gì? À, là tôi tác động vào biên độ của sóng sin, sóng cos, thì tôi có là AM. Hay nếu tôi tác động vào trong tần số của sóng sin, sóng cos, tôi được là FM. Và một cái mình ít sử dụng ha, đó chính là BM, tức là tôi tác động vào pha. Mọi người chú ý, nếu như sung vuông á, thì lúc này B có nghĩa là position, có nghĩa là cái gì? Cái vị trí sung. Ha. Còn bên tương tự thì B là face, tức là pha, chứ không phải là vị trí sung nha. Mọi người chú ý ha, nó cũng là BM nhưng mà nó sẽ khác nhau một tí nhé. Một cái là vị trí sung, còn thằng này chính là gì? Điều chế pha. Đấy, nhưng trên hình mình thấy nè. Đây ha, bữa nay thì mình nói về cái phần là điều chế cũng như là giải điều chế luôn. Tức là mình điều chế để mình truyền đi. Truyền đi rồi mình lấy về làm sao? Mình phải phục hồi nó chứ. Đó, thì cái quá trình nó ngược lại, người ta gọi là quá trình giải điều chế. Thì chẳng hạn như tín hiệu tin tức, mọi người thấy là một cái đường sim đang lượn lượn chỗ này này nha. Đây chính là tín hiệu tin tức. Đó, cái này không thể nào truyền được rồi. Tôi phải mượn một cái sóng mang tần số cao hơn để tôi truyền nó đi. Đó, thì tôi biến đổi hay tôi chập hai thằng nó lại với nhau, cuối cùng tạo thành một cái tín hiệu này, là tín hiệu đã được điều chế. Đây, việc nhiệm vụ của tôi là truyền cái tín hiệu này đi thôi. Và tại máy thu tôi nhận được cái công công quẹo quẹo này nè, tôi phải làm cách nào tôi tách ra, hay tôi tách đúng cái tín hiệu gốc của tôi là cái tín hiệu này. Đó, thì hai cái quá trình này nằm trong cái phần là modulation và demodulation. Người ta viết tắt, người ta hay gọi là modem ha. Những cái bộ modem trong mình sử dụng đấy, nó chính là viết tắt cho từ là gì? Điều chế cũng như là giải điều chế. Ok. Đầu tiên thì đến với hôm nay á, là mình sẽ có những cái phần ha, cũng giống như mọi lần thôi, vẫn là tổng quan nè. Thứ hai là mình đi vào là AM. Thì trong AM nó chia ra nhiều loại nha, tại vì AM là rất là hay sử dụng nha, gần như là phổ biến nhất luôn. Rồi sau đó là DSB AM. Rồi mình sẽ có là SSB AM, tức là những cái biến thể của thằng AM này ha, cũng là biên độ luôn, nhưng mà nó tới có ba thằng nha. Cái nguyên bản nè, cái biến đổi một tí nữa nè, rồi một cái là phiên bản khác của nó nữa nè. Rồi và phần tiếp theo là mình đi vào cái phần FM. Còn BAM là mình nói sau cùng, tại vì nó không có quan trọng ha mọi người. Đấy, tại vì thường là mình nghe là truyền hình là đài phát thanh đúng không, với tần số FM, tần số AM, chứ có khi nào mình nghe tần số BAM đâu. Rất là ít. Tuy nhiên nó vẫn được sử dụng trong những cái ứng dụng mà đặc biệt ha. Đầu tiên tổng quan, bây giờ mình nhìn cái hình này mình có thể đoán được nha, cái quy luật mà tin tức, giả sử đây là tin tức của tôi nha ha, đây là tín hiệu tin tức, và tôi dùng cái sóng mang tần số cao rất là cao. Thật ra nó cao rất là cao nha, mình sẽ không thấy được đâu, nó nhí 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 luôn, nhưng mà ở đây mình minh họa một tần số hay là khá là cao rồi. Tôi gọi đây là cái tần số sóng mang ha, là cái carrier của mình nè. Rồi, bây giờ nha, tôi dùng cái tin tức này, tôi làm biến đổi cái tính chất của cái sóng mang này.
Vậy mình coi nha, tôi thu được một cái tín hiệu sau khi điều chế của tôi là tín hiệu màu đỏ. À nhưng mà mình nhìn tín hiệu màu đỏ này, cái gì của nó thay đổi? Biên độ, tần số và pha. Bây giờ tiên tri, nhìn thử tiên tri. Sau khi tôi dùng cái tín hiệu tin tức này ha, tôi tác động vào trong cái sóng men của mình thì tôi thu được cái tín hiệu điều chế là màu đỏ này. Tiên tri coi cái biên độ nó có thay đổi gì so với sóng men gốc không tiên tri? Không. Không, như vậy có phải là em không? Không. Không. Tiếp theo mình coi pha nha. Pha là gì? Là bà có cái hướng nó luôn đi một chiều nha. Tự nhiên tới đây nó để nó không gì đi. Không nha, mà nó đi lên luôn nè. Như vậy là pha thay đổi. Như bà coi nhìn cái sóng này, cái hướng đi của nó có bị thay đổi không hay nó vẫn là một cái hướng đi liên tục liên tục? Vẫn là cái hướng đi cũ. Như vậy có phải B em không? Đúng. Cái gì? Vậy B không thay đổi. B là pha. Đúng rồi, pha không thay đổi, như vậy đâu phải là B em đúng không? À đúng Bỏ. Rồi mình có tần số có thay đổi bà con nha. Khoảng cách giữa những cái hài này nè, nó có giống nhau không hay là nó bị thay đổi bà? rồi. Không giống nhau. À như vậy mình đoán nha. Như vậy cái gì đã thay đổi? Tần số Tần số thay đổi, như vậy cái sóng này ta gọi là phương pháp điều chế em. FM. À ok, cảm ơn bà nha. Như vậy mọi người thấy nha, trên hình của mình đây chính là một cái sóng điều chế FM. Mình thấy tần số tín hiệu thay đổi. Ở những cái khoảng mà sin cao mọi người thấy tần số nó kích lại nè. Ở những khoảng mà sin bắt đầu thấp thì mọi người thấy tần số nó thưa ra nè, thấy không? Nó thưa thưa ra. Tức là có những khoảng mà tần số nó gần gần lại, có những khoảng tần số nó thưa ra. Đó, thì cái tính chất này là tính chất về tần số. Do đó mình thấy cái tín hiệu này nè mà nó có dạng như thế này chính là dạng của điều chế FM, rất hay sử dụng trong radio luôn nha. Đấy. Bây giờ tiếp theo. Rồi nha. Nguyên ơi, bây giờ ông nhìn nha, giả sử tôi có đây là một cái tín hiệu tin tức, đây là tín hiệu sóng men. Sau khi tôi lấy hai thằng này tôi tác động qua lại với nhau, tôi thu được tín hiệu điều chế, thì ông coi anh, cái gì đã thay đổi không? Biên độ hay là tần số hay là pha? biên độ thay đổi À như vậy mình đoán được đây là điều chế gì không? điều chế ai À chính xác, cảm ơn ông nha. Đây, mọi người thấy nha, tần số rõ ràng không đổi nha, nè, khoảng cách như những cái xung dương nha. Rồi pha, mọi người thấy cái hướng đi của nó luôn luôn nè, luôn luôn đi lên, đi xuống giống như sóng men, không có bị đảo ngược. Như vậy pha không đổi, tuy nhiên biên độ lúc này đã thay đổi rồi. Nhưng mà mình dễ dàng mình nhìn thấy luôn hai cái biên xung quanh của cái sóng, của cái tín hiệu điều chế này nè, nó chính là cái tin tức ban đầu. Mọi người thấy không? Mặc dù nó thay đổi nha, nhưng biên độ của nó luôn luôn là một cái đường bao giống với cái tín hiệu tin tức ban đầu. Thì cái phương pháp này người ta gọi là phương pháp AM. Đấy. Rồi. Tiếp theo. Bây giờ mình nhìn cái hình này. À cái này đương nhiên là cái còn lại rồi đúng không? Ở đây mình có một cái tín hiệu này là tín hiệu tin tức, đây là tín hiệu sóng men. Đầu tiên mình nhìn biên độ có đổi không? Không. À, nó vẫn cao nhất, vẫn không đổi. Tần số có đổi không? Mình coi khoảng cách những cái xung ha. Đây là những cái xung này mình thấy nó gần như nhau thôi. Đây, những nó gần như nhau thôi, xung không đổi. Nhưng cái chiều hướng đi của sóng lúc này mình thấy rõ ràng thay đổi nè. Đi lên nha, xuống. Lẽ ra chỗ này đi lên luôn đúng không? Đi lên luôn mà cong xuống, nhưng không. Tới đây nó đảo ngược nè, nó quay lần ngược xuống nè, đi lên lại nè. Chỗ này cũng vậy nè, để nó đi xuống luôn, không chịu quay lên tiếp. Thì rõ ràng pha của tín hiệu đã thay đổi. Như vậy cái dạng sóng này người ta gọi là dạng sóng BM. À vậy mình hình dung được nhé, AM, FM và BM, đây là ba dạng sóng. Mọi người khi nhìn cái hình là mình đoán biết ngay nó là cái hình gì luôn. Được ha. Rồi trong đó AM là dễ nhìn nhất, còn FM là phải căng mắt ra mình coi cái khoảng cách nó thưa hay gần nhé. Còn BM thì mình coi chỗ nào nó bị chuyển đổi thì chính là BM. À, như vậy là cái phần tổng quan của mình tới đây ha. Bây giờ mình đi vào phần 2. Điều chế và giải điều chế AM. Đây chính là cái điều chế AM nguyên thủy nha. Một hồi mình sẽ có những biến thể của nó. Như vậy đầu tiên mọi người nhìn một cái sơ đồ khối của AM và giải điều chế của AM. Ở đây, cái sơ đồ khối bên đây chính là cái quá trình mình thực hiện điều chế. Đầu tiên tôi có một tín hiệu tin tức, tôi giả sử là một cái đường cong cong quẹo quẹo như thế này, một tín hiệu audio. Tôi dùng một sóng men có tần số cao ha để tôi kết hợp hai thằng này lại với nhau. Ở đây mình thấy audio đi vào, tần số sóng men đi vào, đây là bộ gì mọi người? Bộ nhân. Đúng không? Như vậy sau khi nó đi qua bộ nhân, mọi người nhìn thấy nó một cái tín hiệu như thế này. Đó, sóng men nằm bên trong. Tuy nhiên biên độ của sóng men bây giờ nó có cái đường bao như thế nào so với tín hiệu tin tức? Y chang nhau. Như vậy mình có thể dự đoán được cách mà mình thực hiện cái mô hình để mình làm cái AM này như thế nào mọi người. Mình dùng một tín hiệu tin tức và một tín hiệu gì? Sóng men, mình đi qua bộ nhân thì lập tức mình thu được tín hiệu là AM, rất là đơn giản. Được ha. Rồi, bây giờ tại máy thu, nó thu được cái thằng AM này rồi, nhiệm vụ của nó làm cách nào để nó tách ra đúng không? Nó phải cắt bỏ này, nó lấy cái đường biên thôi.
không có lấy mấy cái sóng men nữa. Như vậy đầu tiên mọi người thấy nha, một cái anten thu vào rồi đi qua những cái bộ khuếch đại hay là cái bộ gì đó, tại vì có thể trên đường truyền nó bị suy hao đúng không, người ta khuếch đại nó lên. Rồi ở đây người ta dùng một cái bộ dao động nữa nè, đó người ta lại nhân hai thằng này lại với nhau. Rồi luôn luôn phải có gì mọi người, để mà lấy được cái tín hiệu mong muốn phải có bộ lọc, hầu như giải điều chế nào cũng phải có lọc hết nha. Không lọc thông thấp thì cũng lọc thông gì, thông giải. Nó lọc rồi đi qua những cái bước trung gian nữa để cuối cùng nó hồi quy lại về cái tín hiệu tin tức ban đầu của mình. Mọi người thấy không, đây là cái AM nó thu được nè, cong cong quẹo quẹo bên trong vẫn còn sóng men, bắt đầu nó đi qua đây lúc này không còn sóng men nữa mà nó là tách lấy cái đường biên của mình rồi. Thấy không, cái đường biên nó được tách ra. À, như vậy cái quá trình này là gọi là quá trình giải điều chế. Rồi ha, mọi người nắm được là giữa mô hình để điều chế và giải điều chế như thế nào rồi ha. Bây giờ mình đi vào cái phần mạch điện của cái điều chế. Thì hồi nãy tôi nói đầu tiên mình có một cái tín hiệu tin tức. Một tín hiệu tin tức. Rồi ở đây là một cái tín hiệu sóng men. Tin tức lẽ ra đi qua sóng men liền luôn. Ha, lẽ đi qua sóng men liền luôn. Tuy nhiên ở đây tôi đi qua một cái bộ cộng để tôi nâng cái tin tức của tôi cao lên một cái đơn vị nào đó. Do đó tôi cộng cho một cái nguồn DC. Giả sử mình biết một tín hiệu của mình ha, tin tức của mình là sin omega 0T. Bây giờ tôi cộng cho một cái thành phần DC nữa, hình ảnh nó thành gì? Sin omega 0 cộng K. Biểu diễn bằng hình học thì mình có giả sử ban đầu sin của mình là một tín hiệu nằm tiệm cận trên, nằm đối xứng qua một cái trục gì? Trục hoành. Bây giờ mình cộng một cái lượng K nào đó để đẩy cái sừng sin này nè, cao lên luôn, vượt ra khỏi phải cái trục gì? Cái trục hoành này. Như vậy sau khi mình cộng thằng K, có phải sóng sin của mình nó cao lên vậy không? Để một hồi đại mình điều chế đảm bảo là nó như thế này nè mọi người. Tại vì mình thấy cái hình điều chế là nó kiểu như là hai cái đường biên nó đối xứng với nhau qua cái thằng này đúng không? Vậy đó bước đầu tiên mình phải nâng cái thằng này nè. Cầm cái sóng này mình nâng nó lên tí để nó cao lên như thế này. Để một hồi khi điều chế á, thì lúc này mình thấy là hai cái đường này nó đối xứng với nhau. Còn nếu mình mà không nâng nó lên một hồi điều chế thì sao hình cái đường bao được? Đúng không? Nó đâu ra đường bao, nó cùng nó bị kẹt nằm ở giữa như thế này rồi. Vậy đó bắt buộc phải tách rời nó lên đây. Rồi một hồi giống như mình cầm cái này nè, mình xoay 360 độ dọc theo trục OX, thì lúc này mình thu được cái tín hiệu là gì? AM. À, như vậy đầu tiên mình thấy nha, AM nguyên thủy của tôi là tín hiệu tin tức không có đi qua nhân liền, mà tín hiệu tin tức tôi phải cộng cho một thành phần DC nào đó để tôi nâng cái biên độ nó lên. Sau khi nó nâng rồi tôi mới đi qua cái bộ nhân với cái sóng men để cuối cùng tạo thành tín hiệu là AM. Vậy mọi người nắm được cái mô cái sơ đồ khối của cái thằng AM này nha. Rồi. Về cái phương trình của AM thì mình cũng cần nắm nha. Phương trình AM được đại diện như thế này. X AMT sẽ bằng AC, chính là biên độ sóng men. 1 cộng cho M cos 2B F MT. Đây nha, M là đại diện cho tín hiệu tin tức. Ha, nó chính là một cái tin tức của mình. Rồi. Còn cái này nè, sau đó nguyên một cái cụm này nó mới tiến hành nhân cho cos của 2B FCT. FC lúc này chính là tần số gì mọi người? Tần số carrier chính là tần số sóng men. Ha, còn M là cái message, chính là cái tần số về tin tức của mình. Thì cái phương trình người ta cho như thế này. Rồi với M là gì? M người ta định nghĩa chính là hệ số điều chế. Có được bằng cách mình lấy là biên độ của tin tức mình chia biên độ sóng men. Nha, từ đó khi người ta nói hệ số điều chế là gì, mình biết nó chính là gì? Tỷ số giữa biên độ tin tức và biên độ của sóng men chính là M. Rồi sau đó người ta nhân vô thôi nhé. AC nhân vô thành AC này, AC nhân AC triệt tiêu còn lại AM. Như vậy cái phương trình cuối cùng của nó là phương trình này. Đấy. Rồi bây giờ làm thử một ví dụ nha. Mình thực hiện một cái sơ đồ khối AM cho cái phương trình này. À, như vậy bây giờ nha, mình tiến hành xác định những thông số trên cái sơ đồ này để mình làm cái phương trình này, mình làm được không? Bây giờ mình coi thử ha. Đầu tiên mình thấy nè, tín hiệu tin tức của tôi là tín hiệu này, nhìn là biết rồi. Tần số của nó là bao nhiêu hertz mọi người? 10 hertz. Chính xác. Mình lấy cái này mình chia 2π nha. Tần số này của tôi là bao nhiêu mọi người? 200 Hz. Mình thấy cái nào cao là mình biết đó chính là sóng men. Vậy đây chính là sóng men. Đây là tin tức. Như vậy đầu tiên tin tức của tôi có biên độ là 1. Như vậy tôi cấu hình cho thằng sin là 1. Tần số là 10 Hz, như vậy tôi cấu hình cho nó là 10 Hz. Còn nếu như cái khối mọi người xài mà nó kêu radian á, thì lúc này mình giữ nguyên là 20, 20π. Rồi, ở đây mình coi thành phần DC nó nâng lên bao nhiêu đây. Mình thấy rõ luôn, nâng lên 2. Như vậy mọi người sẽ cấu hình cho cái nguồn DC này là 2. Rồi, sau đó đi qua một cái bộ nhân. Nha, lúc này mình đã xong cái cụm này rồi nè. Còn lại là bộ nhân cho một cái sóng men với tần số là 200 Hz. Như vậy sóng này của tôi cấu hình cho nó là 200 Hz. Biên độ là bao nhiêu mọi người? Trước phương trình này không có biên độ, thằng này cũng không có, hình biến nó chỉ là mấy? 1.
biên độ là 1, lúc này mình đã hoàn thành được cái sơ đồ khối trên Simulink. Được ha. Đó là một cách thứ nhất là người ta cho mình phương trình kia mình làm, cách thứ hai là người ta nói bằng lời luôn tin tức bao nhiêu, sóng mang bao nhiêu. Rồi. Bây giờ mình nhìn lại sơ đồ khối trên Simulink. Đầu tiên tôi dùng một cái máy ha, máy cái tạo tín hiệu, đây là tín hiệu tin tức của tôi. Rồi sau đó tôi phải nhân hay tôi cộng chứ, tôi cộng cho một cái nguồn DC mà mình vẽ nguồn DC chỉ mất công. Đúng không? Mình hoàn toàn có thể sử dụng một cái khối gọi là hằng số constant, này chính là hằng số. Đã tôi cộng lại để tôi nâng cái mức biên độ của hàng sin nó lên đi qua một cái bộ cộng nằm chỗ này. Tức là lúc này sóng sin nằm ngay giữa đã được nâng lên khỏi trục OX. Rồi sau đó tôi dùng một cái máy tạo tín hiệu nữa để lúc này tôi tạo ra cái tín hiệu tôi chở nó đi. Chính là cái tần số sóng mang có rất là cao. Được chưa? Tôi lấy sóng mang này nè, tôi đi qua bộ gì? Bộ nhân. Rồi cái thằng vừa cộng cũng đi qua bộ nhân luôn, ngõ ra chính này là AM. Ha, đây chính là AM nguyên thủy. Rồi, như vậy mình làm một bài tập thực hiện ha, mình thực hiện là cái điều chế AM cho một tín hiệu tin tức với tần số là 10 Hz. FM là 10 Hz là tần số tin tức ha. Và tần số sóng mang của mình là lúc này là 200 Hz. Thì cái độ nâng này mình chú ý nè, mình nâng sao cho nó cao hơn biên độ. Ở đây mình ví dụ như tín hiệu tin tức người ta không nói gì hết, như vậy mình cho biên độ là 1 đi. Ha, bây giờ giả sử như tôi cho AM là 1. Như vậy tôi nâng lên tầm 1 cũng được. Tại vì mình biết 1 là lúc này nó là -1 đây nè. 1 đây nè, đúng không? Đó, nếu mình nâng lên không thì không được, mình nâng lên 1 á thì nó vừa cao lên nó vừa lún lên chỗ này một tí à. Hay nó chưa có phải là thoát khỏi cái trục trục giữa này. Tôi nâng lên 2 luôn. Nâng lên 2 lúc này -1 biến thành 1, 1 biến thành 3 rõ ràng, 1 lúc này cách xa cái trục của X. Thì tôi nâng lên 2 cho nó đẹp. Đấy. Ok ha. Rồi. Bây giờ mình mô phỏng thử nè. Về trong sơ đồ của AM nguyên thủy mọi người có nha. Đây. Cái máy tạo tín hiệu này mọi người làm được rồi ha, mình lấy rất quen thuộc, nó chính là bên cái phần signal. Đây, Simulink mọi người chọn vào cái phần source. Rồi, mình kéo tới cái phần đây nè. Đây, signal generator mình lấy ra thôi. Ha. Rồi có khối gì lạ lạ nữa không? Không. Add product thì rất là bình thường, scope cũng rất là bình thường luôn. Không có gì hết. Đầu tiên cái khối tạo tín hiệu tôi cho là 10 Hz. Sóng mà sóng sin. Mọi người chú ý nha, đơn vị nó yêu cầu là hạt thì mình cứ để nguyên hạt. Khi nào nó kêu radian trên giây, nếu mọi người xài cái khối mà là sin wave á, nó yêu cầu là radian trên giây á thì mình mới nhân cho 2π. Rồi, constant mình cũng lấy là bình thường nha. Mọi người khó tìm á thì mình cứ gõ cái tên nó ra hết nè, ví dụ constant nè. Đây, thằng này nè. Được không? Mình cứ add nó ra thôi. Và lúc này đã có. Như vậy bây giờ nha, tôi cái nguồn này tôi cho là 2. Rồi, tín hiệu thứ ba là tín hiệu sóng men. Sóng men vẫn là sin nhưng mà tần số rất là cao ha, 200 Hz. Ok, đi qua bộ cộng, nâng lên rồi đi qua bộ nhân. Tôi dùng một scope tôi quan sát tín hiệu gốc. Một kênh 2 tôi quan sát tín hiệu sóng men và kênh 3 lúc nào tôi quan sát tín hiệu sau khi điều chế AM nguyên thủy. Chạy ha, mọi người đổi chỗ này gì năm cho nó đẹp. Và mình nhớ nè, trước khi mình vô một cái bài nào mình nhớ cài đặt cái chỗ này lại là cái gì? Ban đầu nó chỉ là variable step. Đúng không? Mình luôn luôn chỉnh về fixed step để cho cái độ phân giải nó nhỏ hơn, mình nhìn cho dễ nha. Đây fixed step nè. 0.4 số 0 1 số 1 đi là đẹp rồi. Còn mọi người cho nhỏ quá mình chạy rất là lâu nha. Tại vì độ phân giải nó cao. Rồi, chỗ này mình cho là 5 thôi, mất công đợi nó 10 giây rất là lâu. Đây, của tôi đang chạy nha, 63% mình. Rồi, bây giờ mình nhấn vào scope nè. Rồi. Mọi người nhìn nha. Đây chính là tín hiệu tin tức ban đầu của tôi. Ở giữa chính là tín hiệu sóng men. Sau khi tôi thực hiện việc là điều chế AM, mọi người tôi thu được một cái tín hiệu như thế này. Thì mình thấy rõ ràng nè. Mình thu nhỏ lại cho dễ nhìn nè. Đây nha. Có phải cái tín hiệu AM của mình á, khi mình nhìn thấy cái đường bao của nó nè, mình so với cái tín hiệu sin của mình nó như thế nào mọi người? Nó gần như là như nhau. Mình đừng có quá quan tâm về cái mặt biên độ nha. Có thể nó sẽ không bằng. Ví dụ mình thấy chỗ này nó dài hơn nhưng mà để ngắn hơn. Không quan tâm. Hay tại vì do cái hệ số điều chế mình cho nhiều hay ít thôi, nó không ảnh hưởng. Nhưng mình nhìn cái dáng điệu của nó này nha. Chỗ này cong lên thì chỗ này nè, đường này đi lên nó cũng cong lên rồi nó cong xuống rồi, thấy không? Nó cong cùng đúng lúc nha, chỗ này thấp nhất thì chỗ này của nó cũng thấp nhất nè. Rồi nó cong 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 cong. Đó, và bên dưới cũng vậy luôn. Tại vì AM nguyên thủy là mình thấy nó sẽ sao? Hai cái đường đối xứng với nhau, như vậy bên dưới nó sẽ là ngược lại. Nó cong ngược lại. Đó, như vậy cái hình như thế này ta gọi là cái hình điều chế gì? AM. Được không mọi người? Ra tin tức nè, sóng men nhân hai thằng này lại nâng mức biên độ lên, lúc này mình thu được sóng sin.
Vậy là AM nguyên thủy tín hiệu tin tức chính là hai cái biên của thằng AM này. Cái điều này mọi người cần chú ý nha. Hai biên của nó chính là tín hiệu tin tức. Rồi, về cái phần này được ha mọi người. Tiên tri, ổn không? Ok. Tiếp theo. À, như vậy, hiện tại là mình đã làm xong cái phần về là điều chế. Như vậy bây giờ người ta yêu cầu mình giải điều chế thì mình làm sao? Thì mình nhớ nha, lúc khi học hệ thống viễn thông thầy thầy kia đó đã nói cho mình hai cái phương pháp để mình giải điều chế. Phương pháp thứ nhất người ta gọi là tách sóng hình hình bao. Còn nhớ không? Tách sóng hình bao. Và phương pháp thứ hai chính là phương pháp tách sóng kết gì? Kết hợp. Hình bao là gì? Bây giờ nha, các phương pháp hình bao thì mình không có mô phỏng cho Simulink nha. Mình sẽ mô phỏng bằng phương pháp là tách sóng kết hợp. Tuy nhiên mình cũng cần phải biết hình bao là gì. Giả sử đây là tín hiệu AM thu được ở máy thu. Thì nhiệm vụ của máy thu nó phải tách cái đường bao này nè, đúng không? Mà hiện tại tới hai đường lận, như nó bắt buộc nó cắt đường bỏ. Hai đường nó phí quá rồi, đúng không? Nó phí tài nguyên quá, nó làm cách nào để nó cắt bỏ cái miền này. Nó chỉ lấy một nửa ở trên thôi. Mà mình nhớ lại nha, có một con linh kiện gì rất là đặc biệt, chẳng hạn như đi dạng sóng sim của tôi ban đầu là như thế này. Sau khi tôi đi qua con linh kiện nó dạng sóng của tôi chỉ còn gì thôi nè. Đã hoặc là nó chỉ còn như thế này thôi. Thì mọi người nhớ cái mạch gì mà từ một cái đầy đủ như thế này nó đưa về có còn một nửa nằm ở trên, như vậy con linh kiện này là con linh kiện gì mình đã học trong điện tử cơ bản vậy không? Dùng đi đó. À chính xác, đó chính là con diode. Mọi người chú ý nha. Như vậy là diode nó chỉ cho một cái bán kỳ, một là dương hai là âm đi qua thôi. Như vậy khối này người ta gọi là khối chỉnh lưu. Chỉnh lưu. Như vậy mình thấy một tín hiệu có hai bán kỳ, sau đó tôi đi qua một con diode bé bé xinh xinh, lập tức lúc này chỉ còn một bán kỳ, có phải đỡ tài nguyên hơn không? Đỡ tài nguyên hơn rồi. Như vậy bây giờ mình chỉ cần là tách cái đường bao này ra thôi, bởi cái khối là tách sóng đường bao người ta dùng những con tụ hết. Mình dùng một con tụ để cho nó nạp, rồi nó nạp những cái này, nó nối những cái điểm này lại với nhau. Cuối cùng mình thu được chính là cái tín hiệu tin tức ban đầu của mình. Đây chính là phương pháp tách sóng hình bao, rất là đơn giản nha. Đó, nhưng mà tuy nhiên nó không có tối ưu bằng cái phương pháp tách sóng kết hợp này. Vì đó mình sẽ thực hiện phương pháp là tách sóng kết hợp. Mình coi sơ đồ khối của nó nha. Rồi, tách sóng kết hợp là gì? Giả sử ở đây tôi thu được một cái tín hiệu là AM, tôi cũng vẽ lại cái hình nó luôn, một cái đường bao chỗ này. Rồi, cứ coi nó đối xứng thì nó sẽ đối xứng nha. Rồi, đây là sóng men nằm ở giữa nha. Đấy, nhiệm vụ của nó là gì? Nó cũng phải luôn luôn làm cách nào đó để nó đẩy thành có một miền thôi. Tại vì hai miền lúc này đối xứng thì tốn tài nguyên, phí. Nó cũng tìm cách gì đó để nó đẩy lên còn có một miền thôi. Mà ngoài diode ra thì người ta dùng cái phương pháp là tách sóng kết hợp. Tức là nó lấy cái AM này nó lại tiếp tục nhân cho một cái sóng có tần số cao nữa. Mọi người hiểu không? Đây nè, AM đã cao rồi, nó nhân cho một thằng cao hơn nữa. Đó, thì khi mình nhân thế này mọi người có thể giải thích bằng cái phương trình toán học. Mọi người lấy ra mọi người chứng minh nha. Tuy nhiên ghi ra rất là rối. Thì mình hiểu là khi mình nhân cho một thằng cao hơn nữa thì lúc này tín hiệu của mình từ hai miền lập tức nó bay về còn có một miền. Một hồi tôi mô phỏng mọi người sẽ thấy nha, từ hai miền nhưng mà tôi nhân cho một thằng cao nữa, lúc này lập tức quay về có một miền luôn. Như vậy tôi không cần sử dụng diode làm gì cả, mặc dù diode đơn giản hơn nha mọi người. Đó, như vậy chỉ cần nhân cao lập tức quay về một miền, rồi đã có một miền rồi, tiếp tục đi qua những cái bộ lọc rồi những con tụ điện nó tách cái đường bao này ra thôi. Đó, vậy mình hình dung được cái phương pháp tách sóng kết hợp chưa, tức là không dùng diode mà nó dùng một cái tần số cao để nó nhân tiếp, thì khi nhân hai lần như vậy nó sẽ lên lại một miền. Rồi, để hình dung được nó thì mình làm các xe mình số 3 nè, thực hiện điều chế ha, giải điều chế AM của cái tín hiệu là đã điều chế AM nè, ở cái phần assignment số 2. Hồi nãy mình vừa điều chế nó rồi, bây giờ mình lấy cái thằng đó mình đi giải điều chế coi nó có giống cái thằng ban đầu không. Như vậy mình coi sơ đồ khối. Khúc này là khúc hồi nãy nè, đúng không? Đây, hai thằng này nâng lên đi qua bộ cộng rồi thằng này chui ra đây chính là tín hiệu AM. Sau đó làm gì? Thằng AM vừa tạo phải nhân cho một thằng có biên độ cao, có một sóng men cao nữa. Như vậy ở đây nha, AM vừa tạo ra nè, chui vô bộ nhân. Đồng thời mình lấy một cái tín hiệu tần số cao thì lấy lại cái cũ luôn cho nó gọn, được không? Nè, cái sóng men ban đầu nè, nè, tôi lấy lại luôn. Đó, tôi lại nhân tiếp cho thằng AM này. Thì lúc này hai miền lập tức trở về một miền nằm ngay chỗ này. Tức là nó sẽ đường một cái miền nằm đúng một trục tọa độ. Rồi để lấy được tín hiệu thì mình dùng bộ gì mọi người? Bộ lọc. Đó, lọc thông thấp hoặc lọc thông dải tùy mọi người. Tuy nhiên thông dải nó tối ưu hơn. Tại thông thấp nhằm khi những thằng nhiễu gì nó nằm trong cái vùng thấp nó lấy hết thì nó tín hiệu xấu. Thì nó cứ dùng thông dải là đẹp nhất. Ha, đón nha, thằng này lấy 10. Như vậy thông dải này cũng phải lấy thằng 10 nha. Như vậy cho khoảng từ 9 đến 11. Rồi, nếu độ lợi mà có bị giảm quá thì mình đi qua cái bộ này cho độ lợi nó tăng lên.
Đó, rồi cuối cùng mình quan sát cái thằng scope. Rồi, mình cũng mô phỏng luôn. Đây ha. Rồi, mọi người chú ý. Kênh 1, tôi quan sát tín hiệu sin gốc. Kênh 2, tôi quan sát là cái tín hiệu sau khi đã được điều chế. Ha, sau khi được điều chế. Rồi, kênh 3 là tôi quan sát cái tín hiệu sau khi mà hai miền đó, tôi đi nhân nè. Thì lúc này nó ra một miền á, thì tôi muốn coi thử có đúng là một miền không. Ha, tại vì tôi nói là khi tôi nhân tần số cao nó thành một miền mà. Như vậy tôi cũng kiểm tra cái ngõ này luôn, coi nó đúng một miền không. Và cuối cùng là tôi coi cái ngõ sau khi đi qua bộ lọc nó có giống tín hiệu ban đầu không, chính là kênh kênh 4. Mình cũng click vào cái scope. Chạy lại trên mất công ha. Rồi, bây giờ mình nhìn nha. Đây chính là tín hiệu tin tức ban đầu của tôi. Và kênh 2 chính là tín hiệu sau khi điều chế là hồi nãy mình vừa làm. Rồi, tôi lấy cái thằng AM này nha, tôi nhân với một cái tần số cao lên thì mọi người coi đây đang là mấy miền? Hai miền, lập tức quay về một miền liền. Mọi người coi cái trục tọa độ của thằng này là nhiêu không đây. Thì phần âm có, phần dương cũng có nè. Tuy nhiên sau khi tôi nhân á, thì cái phần này chỉ nằm ở đâu mọi người? Chỉ nằm trên cái thằng không thôi. Tức là lúc này nó tách được một miền. Và sau khi có được một miền thì mọi người thấy đường bao nó cũng là đúng với tín hiệu này luôn đúng không? Nè mình thấy cái đường bao nè, mình so sánh với tin tức giống nhau không? Y chang nhau. Như vậy tôi dùng lọc thông thấp một cái tôi lôi được thằng này ra. Đó, như vậy mình so sánh hai thằng này nó khá là giống nhau ha. Tuy nhiên biên độ thì nó yếu hơn. Nha, biên độ nó yếu hơn thì mọi người sẽ hiệu chỉnh bằng cái bộ đồ lợi. Thì hiển nhiên lúc đầu khi vừa lọc quá thì nó chưa có phải là ra tín hiệu đúng đâu. Tại vì con tụ của mình nó cũng cần phải thời gian để nó bắt đầu nó nạp chứ đâu phải nạp cái là nạp liền đâu. Đến giai đoạn quá quá độ ban đầu mọi người thấy nó chưa có đẹp. Và từ từ về sau càng ngày nó càng ổn định thì mọi người thấy nó càng đẹp hơn. Nó gần giống với tín hiệu gốc. Đấy, mình hình dung được cái phương pháp tách sóng đường bao là như vậy ha mọi người. Đấy, từ hai miền, lúc này còn lại một miền. Một miền quá dễ, dùng thông thấp, thông dải, lọc nó ra. Vậy là mình xong về cái phần AM nguyên thủy. Rồi. Mình đi tiếp. Ông ơi, cái phần AM này được hay không? Được không ạ? Ok. Bây giờ mình đi một cái biến thể nữa là biến thể của AM. Người ta gọi là biến thể là DSP. Tức là lúc này là double sideband nó, tức là mình điều chế hay mình điều chế là hai biên. Thì bây giờ để mình coi cái dạng sóng của thằng này nó khác gì với AM nguyên thủy thì mình nhìn cái hình. Đây cũng là cái nha, mô hình nha, đây là khối điều chế và đây là khối giải điều chế tương ứng. Như vậy mình coi điều chế nè. Tôi cũng có tín hiệu tin tức, tôi cũng có tín hiệu sóng men. Sau khi tôi nhân hai thằng này lại với nhau, mọi người coi chỗ này nó có giống cái thằng AM cũ không hay nó làm sao mọi người? Nó hầu như là không giống. Hè, AM cũ là hai cái đường bao đối xứng với nhau. Còn mình có cảm giác thằng này là hai đường bao nó làm sao mọi người, nó chặt với nhau thành một điểm luôn. Mình thấy không, đây là ví dụ như cái đường bao mọi người thấy nè, nó chặt với nhau thành một điểm luôn. Đó chứng tỏ là gì, là nó bỏ đi cái bước mà nâng biên độ ban đầu. Hồi nãy tôi vừa nói thằng sin ban đầu nằm đây như vậy nha, AM nguyên thủy là tôi nâng lên cái để họ nó thưa ra. Còn bây giờ không có nâng thì lúc họ nó sẽ điều chế nó dính đùm như thế này đấy. À, do đó mọi người chú ý DSP chính là trường hợp đặc biệt của AM khi cái độ nâng bằng mấy, độ nâng bằng không. Hay nói cách khác là mình không nâng nó lên luôn, để nguyên thằng này đi qua bộ nhân luôn thì thu được là DSP. Hay còn để thằng này mình nâng cao lên một tí nữa thì lúc này thu được AM nguyên thủy. Rồi, tại máy thu nó cũng tiến hành thu lại cái dạng sóng này thì nó cũng y chang thằng kia thôi mọi người. Nó cũng dùng cái phương pháp là tách sóng kết hợp ha, tại vì mình không dùng đường bao đâu, dùng đường bao dùng diode. Còn bây giờ mình dùng tách sóng kết hợp, tức là mình dùng một cái bộ bộ dao động mới luôn. Ha, bộ dao động mới cũng làm y chang hồi nãy không khác gì hết, đi qua lọc để hồi mình tách lại tín hiệu ban đầu. Đấy, mình chú ý nha. Bây giờ mình coi dạng sóng kỹ hơn của DSP. Đây là một cái máy ha, một cái mạch điện để mình làm cái này thôi. Nó dùng một cái máy biến áp nè mọi người, hai con diode nè, ha, sóng men thì nằm ngay giữa nè. Rồi R, C, L mắc song song với nhau. Đây, mình nhìn nè, đây chính là tín hiệu tin tức. Nếu như tôi điều chế hồi nãy là tôi điều chế bằng phương pháp AM nguyên thủy á, thì mình thấy là cái đường bao của AM chính là tín hiệu tin tức. Đó. Còn khi mà mình đã dùng cái tín hiệu là DSP rồi thì lúc này nó thu được dạng sóng này. Thì dạng sóng này bây giờ tín hiệu tin tức nó còn nằm trên đường bao nữa không? Không. Nha, mà nó chính là cái đường đi của nó luôn nè. Đây, mình nói những cái đường này lại nè, một đường mình thu được một tin tức. Mình còn tin tức ở đâu nữa? Tại vì khi mình điều chế AM thì mình sẽ có hai thằng đối xứng với nhau, như vậy nó cũng có một thằng đối xứng nó nằm ngược lại nè. Đã, mọi người thấy không? Nó có đối xứng lại với thằng gốc. Rồi.
Đấy, vậy mình cảm giác là gì? DSP thật ra nó chính là AE mà mình lôi hai thằng này mình kéo lại với nhau nè, kéo thằng này kéo xuống, kéo thằng này kéo lên để hai thằng này bắt chéo qua lại với nhau để thu được cái thằng này, chính là DSP. Ok ha. Rồi vậy mình nhận dạng được cái sóng DSP là như vậy. Ừ, cũng như thằng này ha. Đấy. Đường bao của nó không phải nữa là tín hiệu tin tức nữa mà nó chính là cái đường đi của nó luôn. Đường đi của nó chính là tín hiệu tin tức. Đó, còn AM chính là gì? Chính là đường bao. Ok, bây giờ mình làm một ví dụ. Đầu tiên là điều chế. Thì như hồi nãy tôi nói là gì? DSP á, chính là cái gì? Chính là AM ban đầu nhưng mà tôi không có nâng lên. Nâng lên thì nó mới thưa ra, đúng không? Còn không nâng lên nó sẽ bắt chéo. Do đó tín hiệu tin tức của tôi đi vào bộ nhân liền luôn. Không hề có bộ cộng gì chỗ này hết. Nha, đi nhân liền luôn. Rồi tín hiệu sóng men cũng đi ra nhân vô liền luôn. Thì lúc này thu được DSP. Rồi. Ví dụ mình tiến hành ha, thực hiện điều chế DSP AM với tín hiệu tin tức là 10 Hz và tín hiệu sóng men là 200 Hz. Cũng làm y chang hồi nãy luôn. Bây giờ mình đi mô phỏng nè. Tính là tần số hồi nãy luôn nha. Cái khối này chính là khối DSP. Nè, mình thấy nó khác gì với AM không? AM là đi vào bộ cộng để đưa nó cao lên. Còn thằng này là không hề có, nằm hồi nó sẽ bắt chéo. Rồi, tin tức nha, tin tức là 10 nè. Được chưa? Sóng men của tôi vẫn là 200. Bây giờ nãy tôi chạy rồi, bấm vô scope để mình quan sát. Rồi, mình nhìn nha. Đây chính là tín hiệu tin tức. Đây chính là tín hiệu sóng men. Sau khi tôi điều chế DSP AM thì tôi thưa cái thằng này, mình thấy rõ ràng nó bắt chéo với nhau luôn nè. Hai cái đường bao đâu có thưa ra nữa đâu, đúng không? Nó bắt chéo với nhau. Giờ mình coi cái tín hiệu tin tức có phải là đường bao không? Không hề giống nha. Mình coi nha. Chỗ này nó nhô lên. Rồi, cái đường này không hề là cái đường cong, đúng không? Nếu như đường bao nó phải đi như thế này nè thì lúc này đâu có đúng. Cái đường này nó phải là đường cong của sin đâu. Mà thật ra nó đi làm sao mọi người? Đây, xuống luôn, rồi lên, xuống luôn, lên. Thấy không? Nó đi đúng như cái đường đi của nó luôn nè. Đây chính là DSP. Rồi nó cũng có một cái đường đối xứng ngược lại là cái gì? Đây, xuống luôn, lên trên cùng, xuống luôn, lên trên cùng. Chứ không phải là những cái đường biên ở trên nữa. Vậy là hàng này là hàng DSP. Được ha? Ok. Thì dễ thấy lắm. Thằng AM thì mình thấy sóng rất là đẹp, nó thưa thưa ra, nó còn có khoảng ở giữa. Còn DSP là mình thấy nó là những cái núm 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 như thế này nè. Nó tròn 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 tới như vậy luôn. Đấy. Ok. Bây giờ mình tiếp tục nha. Giải điều chế đúng không? Mình đã điều chế rồi, bây giờ mình giải điều chế. Giải điều chế thì mình thấy cái sơ đồ của nó cũng y chang thằng kia, không khác gì cả nha. Tại vì nó đều là gì? Nó đều là AM. Như vậy bây giờ mình cũng tiến hành giải điều chế nó luôn. Đây, tôi tiến hành tôi đi qua bộ nhân. Tín hiệu AM sau khi được tạo ra, tôi đi qua một cái bộ nhân. Sau đó tôi dùng một tín hiệu tần số cao thì tôi tận dụng cái sóng men hồi nãy luôn. Tôi cũng đi qua một cái bộ nhân. Sau đó tôi đi qua một bộ lọc thông giải nha. Tôi không thích dùng thông thấp nữa. Tôi dùng thông giải thì lúc này tôi chọn cái phương pháp là shape by shape 1 nè. Rồi, tín hiệu của tôi là 10 đúng không? Như vậy tôi giới hạn lại là 9 đến 11. Ừ, cái dãy của tôi là từ 9 11 tôi sẽ lấy được thằng 10. Rồi, độ lệ tôi nhân cho 2. Đó, muốn nhân bao nhiêu tùy mọi người ha, để cho nó đúng. Bây giờ mình quan sát nè. Rồi, đây chính là tín hiệu tin tức ban đầu của tôi. Được ha, tín hiệu tin tức ban đầu của tôi. Rồi, đây là tín hiệu sau khi tôi làm DSP. Và mọi người chú ý, trong DSP khi mình nhân với một cái tần số cao, nó không có làm cho mình tách thành một miền, mà nó sẽ tách thành hai dạng sóng. Tức là làm sao? Đây mình coi nha. Nếu như cái thằng AM hồi nãy á, là mình thấy cái dạng sóng nó như thế này. Đấy, sau khi nó đi nhân qua một cái bộ tần số cao, lúc nữa thu được cái một miền duy nhất là như thế này. Còn đối với DSP thì lúc này mình thấy DSP thật ra là hai thằng chồng chéo với nhau. Đó, thì khi mình nhân với tần số cao thì nó không phải đưa về một miền mà nó chỉ là gì? Nó tách một thằng ra. Để lúc này nó thu được một thằng là như thế này. Mọi người chú ý đặc điểm này nha. Một thằng nhân tần số cao tách biệt ra luôn âm ra âm dương ra dương. Còn thằng này chỉ có nhiệm vụ là gỡ rối. Được không? Hai thằng đang đang xà nẻo với nhau đó thì mình sẽ gỡ nó ra thành một thằng thôi. Vậy đó mọi người thấy cái thằng này nó vẫn còn là có phần âm phần dương chứ không phải là hoàn toàn dương hết như thằng AM ha. Rồi, giờ đó mình thấy cái dạng sóng của nó chỗ này nè. Thấy không? Đây, hai thằng này đang bị dính chặt với nhau. Lúc này tôi tách ra còn thằng nè. Thấy không? Mỗi bên tôi lấy nửa nè. Mỗi bên lấy nửa, mỗi bên lấy nửa. Thì lúc này phần âm vẫn có, phần dương vẫn có. Rồi, thì lúc này mình thấy dạng sóng của mình nó cũng bị xù 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 như thế này luôn. Muốn mình hay dùng bộ lọc gì? Thông thấp hoặc là thông giải.
Ở đây tôi dùng thông giải thì mọi người thấy sau khi tôi lọc tín hiệu này so với tín hiệu gốc nó như thế nào mọi người? Tương tự nhau. Tương tự nha, không khác gì cả. Ha, y chang nhau ha. Đấy, như vậy là mình đã làm xong về cái giải điều chế của thằng là DSP. Ok, Tiên Tri ơi, phần này được không Tiên Tri? Ok. Ok Tiên Tri nha. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục một cái dạng biến thể nữa của thằng AM này. Bây giờ nó như vậy nó cũng không chịu đó mọi người. Ha, nó không muốn nữa, nó vẫn tạo một cái biến thể nữa. Biến thể này nó hơi kỳ kỳ. Khi nào mình nghiên cứu kỹ nó thì mình sẽ biết. Tại sao? Tại vì mình nhớ nha, một tín hiệu sóng sin biểu diễn trên miền tần số là một cái gai. Sau khi tôi thực hiện điều chế lúc này mình thu được mấy gai? Giả sử nha, đây là cái tần số sóng mang nằm ngay giữa nè. À, để ôn lại về kiến thức truyền số liệu. Ông ơi, giả sử ban đầu tôi có một cái tín hiệu sin của tôi là một cái gai như thế này. Như vậy sau khi tôi điều chế hình ảnh của nó là như thế nào so với tín hiệu FC này ông? Nó thu được mấy gai? Nó thu được 3 cái gai, Sao? 3 cái gai Gai nào nữa nè, nằm chỗ nào chỗ nào? nằm FC trừ cho À, trừ cái lượng gì đó. Đúng rồi. Nói chung là nó đối xứng qua hàng nào? đó xuống qua FC. À, chính xác. À, còn nhớ nha. Đúng. Đây chính là FC nó trừ cho một cái lượng gì đó. Rồi đây là FC nó cộng cho một cái lượng gì đó. Tức là sau khi một thằng gốc là một cái phổ nó một gạch thôi. Sau khi điều chế thu được tới hai gạch. Mà rõ ràng tín hiệu tin tức của mình á, tin tức thì tập trung nằm ngay cái vùng tin tức, tức là tập trung bên hai cái gai này thôi. Chứ hoàn toàn không có tập trung ngay vùng FC này. Mà khi mình đi truyền đi toàn bộ ba thằng này rõ ràng nó bị hao phí. Tại vì thằng FC này nó không hề có chứa tin tức gì cả, mình truyền đến tốn năng lượng. Đó, do đó người ta chỉ dùng một cái phương pháp là gì? Người ta sẽ giữ lại hai cái hài này thôi. Người ta bỏ thằng FC đi. Thì đó chính là cái DSP hồi nãy mình vừa nói. Mọi người nhớ nha, chính là cái DSP hồi nãy mình vừa nói. Tại vì mình thấy DSP nãy là một thằng sin cong lên thì dạy tôi đại diện cho thằng này. Đồng thời mình thấy cũng có thằng sin nó đối ngược lại đúng không? Nó chập y chang luôn. Đó, chính thằng sin đối ngược lại chính là cái hài này, hoàn toàn không có sóng mang. Còn AM ban đầu là gì? Một biên độ nằm trên, một biên độ nằm dưới thì đây là một hài trên, một hài dưới đồng thời có những khoảng giữa giữa thì chính là sóng mang này. Đó, bây giờ bỏ đi sóng mang này còn lại hai cái hài chính là DSP hồi nãy vừa nói. Đây như vậy. Hiện tại mình đang giải quyết tới DSP là nó mất đi FC. Ha, nó chỉ còn lại hai hài này thôi. Cái bây giờ mình mới nhận xét tiếp nha. Tin tức của mình á, thì thật ra nó cũng chính là FM. Thì cho dù phần âm hay phần dương gì mình lấy trị tuyệt đối nó cũng như nhau thôi. Vậy đó bây giờ người ta mong muốn là cái gì? Lấy một bên thôi. Tại sao phải lấy hai bên đúng không? Thằng này FC, thằng này là FM đi thì thằng này sẽ là trừ FM. Thì bản chất nó đối nhau về phổ nhưng mà cái nội dung tin tức của nó cũng y chang nha. Mà truyền đi hai thằng như vậy lúc này nó làm sao cũng phí. Vậy nó lúc này làm cách nào nó cắt bỏ lấy một thằng duy nhất thôi nha mọi người, lấy một thằng duy nhất thôi đó. Mà lúc này mình thấy phổ của mình chỉ có một gai thôi, nhưng mà mình đoán cái dạng sóng trên miền thời gian nó làm sao? Một gai thì trên miền thời gian chính là một sin thôi, không có gì cả nha. Còn hai gai lúc này sẽ có hai sin chồng lại như hồi nãy đó nha, tại vì hồi nãy DSP là hai sin chồng với nhau, mình thấy hai gai, bây giờ nó lấy một gai thôi. Như vậy mình dự đoán dạng sóng của SP chính là gì? Một cái hình sin duy nhất. Ừ, mình dự đoán nó chính là một hình sin duy nhất. Vậy bây giờ mình kiểm tra thử nó có đúng là một sin duy nhất hay không. Nha. Mình coi cái sơ đồ của SSB. Rồi đây là cái dạng sơ đồ khối của nó ha. Tín hiệu tin tức nó điều chế. Rồi sóng mang đi vô ra một thằng thứ nhất. Sau đó lấy tín hiệu tin tức nó dịch pha 90 độ. Sóng mang nó cũng dịch pha 90 độ luôn. Nó tạo thằng thứ hai. Hai thằng nó cộng lại với nhau để tạo thành là SSB. Nói chung mình không cần quan tâm quá đến cái sơ đồ này ha. Mình coi cái hình. Đây là tín hiệu tin tức. Tin tức nha. Đây là sóng men. Mà đã tôi dự đoán được là gì? Dạng sóng SSB chính là dạng sóng sin bình thường. Vậy tôi thu được sóng sin bình thường. Đó. Mình mới thắc mắc nha. Ủa sóng sin này nó y chang này rồi, như vậy điều chế làm cái gì nữa? Đúng không? Tại vì điều chế là tần số thay đổi, pha thay đổi, F thay đổi. Mà lúc này nó cũng y chang luôn, làm gì điều chế được. Đó, tuy nhiên tại mình có dạng hình dạng là mình thấy như vậy thôi ha, chứ khi người ta phân tích về phổ như hồi nãy tôi nói thì nó sẽ khác. Đó, phổ hồi nãy là nó chỉ có một cái gai chỗ này nè, cái người ta quan tâm là phổ chứ không phải là cái dạng mà dạng sóng mình nhìn bằng con mắt đâu. Nếu mình đừng có tò mò là tại sao thằng này cũng y chang thằng này còn điều chế gì nữa ha, nhưng mà khi phân tích phổ nó sẽ khác đấy. Vậy thì là mình tóm gọn lại AM dạng sóng như thế nào, hai bên đối xứng có F trên, có F dưới, có F giữa.
DSP bây giờ lọc bỏ F giữa, chỉ còn lại hai nhánh này, như vậy bắt buộc nó phải làm sao? Đang chéo. SSP bây giờ cắt bỏ một nhánh luôn, như vậy chỉ còn lại một sóng sin duy nhất. Vậy khi người ta cho mình cái hình, mình biết được nó là AM hay là DSP hay là SSP chưa? Được ha mọi người. Ok. Bây giờ mình làm một bài tập. Đây, như hồi nãy tôi nói nè, đầu tiên là gì? Tín hiệu tin tức, tín hiệu sóng men tôi nhân vô bộ nhân thứ nhất tạo ra tín hiệu AM1. Rồi, tín hiệu tin tức cũng là tín hiệu tin tức gốc nha, nhưng tôi dịch pha 90 độ, đồng thời sóng men tôi cũng dịch pha 90 độ luôn. Tôi lấy hai thằng đó tôi nhân lại với nhau ra AM2. Tôi lấy AM1 tôi cộng AM2 tôi thu được cái ngõ ra này chính là SSB. Dễ không mọi người? Dễ nha. Đã, dịch tin tức ban đầu, sóng men đầu ra AM1, tin tức ban đầu dịch đi BG2, sóng men cũng dịch BG2 tạo ra AM2. AM1 cộng AM2 ra được SSB. Bây giờ mình làm một bài tập. Thực hiện điều chế SSB AM ha. Cho một tín hiệu tin tức với tần số là 10. Rồi tin tức là tần số là 10 nha, và tần số sóng men của tôi lúc này là 100 Hz. Đây, mình đi làm mô phỏng luôn. Bài này thì nó cũng chỉ cái mạch nó cũng chưa có khó ha. Mấy cái này mình tắt bỏ đi, mở nó nặng mấy. SSB đâu? SSB đây. Đây mọi người thấy nè. À, tin tức 10. À, tôi dùng cái khối sine wave nha, chứ không phải là cái khối mà generator nha. Như vậy đơn vị đó là radian trên giây. 10 Hz, như vậy là 10 nhân 2 nhân pi. Pha ban đầu là 0. Xong, tin tức. Tới sóng men. Sóng men là bao nhiêu? 100. Pha cũng 0, tại vì tôi chưa có dịch mà. Ok. Hai thằng này phải dịch nè. Tin tức là 10, cũng là 10. Nhưng pha bây giờ là trừ pi chia 2. Để tới dịch đi là 90 độ. Tiếp theo, sóng men cũng vẫn là 100. Nhưng bây giờ dịch đi trừ pi chia 2 luôn. Đấy, rồi. Sau đó tôi tiến hành quan sát nha, scope quan sát tín hiệu tin tức. Kênh 2 tôi quan sát tín hiệu sóng men và kênh 3 tôi quan sát tín hiệu SSB. Tiến hành chạy mô phỏng. Nhìn lên. Rồi. Sớm quá, để mình chỉnh lại một tí cho nó xinh ha. Rồi, nhớ cái thứ tự nha mọi người, trắng trắng đen ha. Rồi, này xanh dương đi. Rồi, dài 2 đi. Ok. Cái này hay gớm quá. Chỉnh thì mình tắt cái này, chỉnh đúng ngay cái sóng nó chọn style. Rồi. Rồi, đi màu xanh ha, thằng này cũng vậy luôn, cho màu đỏ đi. Dài là này. Rồi. Zoom lên. Đây là tín hiệu tin tức ban đầu. Được nha. Đây chính là tín hiệu gì? Tín hiệu sóng men. Và sau khi tôi điều chế là SSB như nãy tôi nói, SSB lúc này mình chỉ còn 1 Hz, mà 1 Hz thì trên bề thời gian sẽ là một cái sin. Do đó mọi người thấy trên bề thời gian của tôi nó cũng chỉ là một cái sin như thế này thôi. Và mình đối chiếu với sóng men nó cũng tương tự nha, nó y chang nha, không khác gì cả. Ha, mà nó có cảm giác nó bị lệch pha một tí thôi. Như vậy đây chính là dạng sóng của SSB. Thì mình nhìn trên bàn thời gian mình thấy nó không có thay đổi gì cả, nhưng khi mình phân tích về phổ nha, mình sẽ thấy là cái tần số nó sẽ khác đi. Đó, do đó đặc điểm của SSB là người ta quan sát về phổ chứ không phải là quan sát về mắt thường. Vì đó mình thấy nó cũng y chang sóng men. Như vậy là SSB được nha mọi người. Đấy. Rồi. SSB là dạng sóng dễ thấy nhất luôn, nó y chang thằng sóng men thôi. Ok. Tiên tri ơi, phần SSB tiên tri hiểu không tiên tri? Ok, sương sương. Ok, sương sương rồi. Được nha, như vậy là mình đã kết thúc về cái phần là AM. Như vậy tóm lại hồi nãy giờ AM mình có những phần gì vậy, tiên tri liệt kê cho tôi. Ba dạng AM là gì? Để coi mình nhớ không. Đầu tiên là AM như thế nào tiên tri? Alo, có đó không? Đầu tiên là dạng AM gì? AM mà cái dạng sóng nó sao á, đặc điểm nó là gì á, tin tức nó nằm ở đâu, nó nằm ở hai bên hay là nó sẽ nằm đan chéo nè? Hai bên. Đúng rồi, hai bên nha. Ok rồi, Tế Nguyên ơi, cái AM thứ hai là dạng gì vậy? Không giống cái môn ông thích á. Dạng đang chéo. À đúng rồi,
USB chính là dạng đan chéo. Rồi và dạng cuối cùng USB là nó như thế nào không? Nó giống sóng màn. À đúng rồi, nó là một cái đường sin bình thường. Ok, nhưng mọi người chỉ nắm cho tôi ba dạng này nhé. Ok, bây giờ đã kết thúc phần AM. Bây giờ mình đi vào phần điều chế thứ hai là trong radio mình sử dụng rất là nhiều, chính là điều chế FM. Modul ha, modulation và demodulation mình gom gọn thành modem. Thì đầu tiên mình coi về cái sơ đồ khối của quá trình mình điều chế cũng như mình giải điều chế. Thì đây là sơ đồ khối của điều chế. Tôi có một cái tín hiệu tin tức bất kỳ. Tôi tiến hành lấy tín hiệu tin tức đó, tôi đi qua một cái bộ dao động. Và sau đó tôi thu được cái tín hiệu trên hình này là tín hiệu FM. Mọi người chú ý, dạng sóng FM tần số như thế nào không? Biên độ chứ không đổi. Pha của nó không đổi, tức là hướng đi của nó luôn luôn một hướng. Tuy nhiên tần số mọi người thấy này giống như một cái lò xo này, thấy không? Lúc hẹp, lúc thưa, lúc hẹp, lúc thưa chính là tần số thay đổi. Mà tần số thay đổi chứng tỏ là đây chính là phương pháp FM. À, như vậy làm thế nào để giải được điều chế hàng này? Chú ý nha, FM giải điều chế rất là khó nha. Nó không có dễ hiểu như là AM, sẽ có những cái phần khó. Do đó tiến hành giải điều chế. Thì đầu tiên mọi người thấy nè, cái này nó tương đối ha, cũng không phải là chuẩn lắm nha. Nó cũng dùng một cái bộ dao động. À, bộ dao động nó nhân cho cái thằng FM nó thu được. À, nó nhân cái thằng FM thu được, sau đó nó mới dùng bộ lọc. À, nó dùng bộ lọc cũng giống như tương tự thằng kia. Tuy nhiên nó sẽ còn thêm một cái bước, tức là nó hồi tiếp về nữa. À, nó hồi tiếp về, một cái đường hồi tiếp về nữa. Nên nói chung mình hiểu hình dung là gì? Nó cũng dùng một cái bộ dao động có tần số cao. À, để nó nhân với tín hiệu FM nó được thu về. Sau đó nó cũng đi lọc giống như AM, tuy nhiên nó còn một con đường nữa là con đường hồi tiếp về. Đó, như vậy cái lò xo này sau khi tôi thực hiện giải điều chế thì tôi thu được tín hiệu tin tức ban đầu. Được nha mọi người. Như vậy tại sao người ta lại dùng FM mà không dùng AM? Như vậy tôi nói AM tức là mình tác động vào biên độ, nhưng biên độ là cái nó dễ bị gì mọi người? Dễ bị nhiễu nhất luôn. Đặc biệt là nhiễu gì? Nhiễu cộng. Giả sử tín hiệu sin của mình như thế này, tôi truyền trên đường truyền vì cái trời đánh hay sét đâm gì đó, nó làm tác động vào những cái biên độ này, hay làm cho dạng sóng sin của tôi bây giờ nó bị thụt xuống, hoặc là nó răng cưa đi. Đó, nó sẽ gây khó khăn trong việc mình giải điều chế, nó không còn trung thực nữa. Còn về FM lúc này nó có bị nhiễu biên độ không? Không. Máy thu nó dựa vào tần số để nó lấy về, mà tần số sẽ khó bị nhiễu hơn so với gì? So với biên độ. Do đó cái FM này nó sẽ hạn chế cái việc là nhiễu so với là AM. Ok ha. Bây giờ mình đi vào cái phần điều chế. Thì cái phần điều chế của mình nhìn nha, trong một cái bộ FM á, nó sẽ bao gồm thứ nhất tín hiệu tin tức nó sẽ đi qua một cái bộ là tích phân. Một bộ tích phân. Sau nó đi qua một cái bộ là một cái bộ nhân. Ha, nó nhân với một cái sóng mang chỗ này. Đó, sau đó đi nhân qua một cái bộ độ lợi ha, tức là một bộ khuếch đại á, có độ lợi là 2π nhân cho KF. Rồi sau đó nó cộng, đi qua một bộ cộng. Rồi, đồng thời cái tín hiệu sóng mang này nè, sóng mang này là cấp trực tiếp cho cái thằng này rồi, nó lại cũng cấp đi. Ha, nó cũng cấp đi một phần nữa, tức là đi qua cái nhánh này. Là sóng mang của mình là sao? Sóng mang của mình ban đầu nằm chỗ này nè, là AC, ha, cos 2BFCT. Một đường là đi vô bộ cộng, một đường là đi vô một cái bộ đảo pha để cos nó biến thành sin nè. Được không? Thằng sin này nó mới nhân cho tín hiệu, tin tức sau khi đi qua bộ vi phân. Bộ tích phân. Rồi nó đi ra bộ cộng và đồng thời nó cộng cho tín hiệu cos cũ ban đầu nữa. Nó đi ra cuối cùng. Như vậy nó mới chính là tín hiệu FM. Như vậy tóm lại FM nó luôn luôn phải có những khâu gì. Đầu tiên tin tức phải đi qua tích phân. Nha. Nó sẽ khó trừu tượng hơn là AM nha. Tích phân. Rồi sau đó là sóng mang là sao? Sóng mang thứ nhất là nó phải đi qua đâu mọi người? Sóng mang con đường thứ nhất là đi qua bộ cộng. Rồi sóng mang thứ hai là đi qua bộ gì? Bộ nhân. Vậy sơ đồ khối của AM bao gồm 3 bước cơ bản như thế này nha. Tích phân, sóng mang cộng và sóng mang nhân. Rồi, đây, cái dạng sóng của nó hồi nãy tôi nói ha. Nè, tần số của nó lúc này thay đổi, nó không cố định nữa. Ở những biên độ cao thì nó hay thưa ra, hoặc là những cái biên độ thấp á, thì lúc này nó khích lại gần. Nó tùy thuộc vào cái tín hiệu tin tức của mình. Đấy. Bây giờ mình coi một cái phương trình trong việc mình điều chế FM. Thì khi điều chế AM hồi nãy phương trình rất là đơn giản dễ hiểu nha, còn FM của mình nó không có dễ hiểu như vậy đâu. Mọi người coi nè, VFMT nó sẽ bằng VC, tức là biên độ của sóng mang, nhân cho cos nha, nó đi qua một cái bộ cos. Trong bộ cos nó là gì trước? Nó nhân 2π, nhân 2π của tích phân nha, của một bộ tích phân.
Mà bên trong bộ tích phân này chính là bộ sóng mang cộng cho gì? ME là tín hiệu tin tức của mình. Tín hiệu tin tức của mình nhân cho một cái độ lợi là KF trên 2π cộng cho sóng mang mới ra được một cái hàm gì đó. Rồi nguyên cái hàm này sẽ được làm gì? Sẽ được tích phân. Sau khi được tích phân nhân cho 2π, nhân cho 2π lúc này nguyên cái cụm này sẽ được làm gì? Sẽ được đi qua bộ cos. Đó, mình thấy từng khâu hồi nãy nha. Khâu cos, khâu tích phân. Đó. Như vậy đây chính là mạch điện của nó nè. Mình nhìn nhé, tín hiệu tin tức ban đầu đi qua một bộ độ lợi. Tin tức là ME nè ha, ME chỗ này, đây chính là M alpha. Rồi, nó nhân cho một cái bộ độ lợi ở đây là KF trên 2π nè. Thấy không? Thì tôi đại diện một con số bất kỳ là 2 thôi, chui một cái ngõ ra. Dạ, tôi vậy tôi phải tôi làm xong cái khúc này chưa? Tiếp theo tôi phải cộng cho gì? Cộng FC là sóng mang. Thì FC của mình sóng mang lúc này mình không dùng một con sóng mà như cái bộ tạo sóng nha, mà lúc này nó tương tự với một cái việc mọi người sử dụng hằng số ha. Trong trong AM hồi nãy mình có một cái nguồn DC mình nâng nó lên đó, thì cái FC này nó cũng đóng vai trò là như vậy, tức là FC của mình lúc này nó là một cái hằng số chứ không phải là một cái bộ dao động tạo sóng mang đó. Như vậy lúc này tôi thay FC chỗ này bằng một cái hằng số bất kỳ, chẳng hạn tôi chọn là 5. Rồi hai thằng này đi qua bộ gì mọi người? Đi qua bộ cộng. Như vậy lúc này tôi đi qua một cái bộ ẹt nằm chỗ này đó. Mình nhân 2π trước, mình tích phân với mình tích phân trước mình nhân 2π có khác gì nhau không? Không. Vì tôi nhân 2π trước, tôi đi qua một cái bộ là 2π. Sau đó tôi tiến hành làm gì? Tích phân nguyên cả cụm này luôn. Nè, tích phân nè, như vậy tôi đi qua một cái bộ là tích phân. Tích phân xong tôi được cái cụm bên trong, thì cụm bên trong này nó là chính là gì? Chính là thằng thằng cos. Đúng không? Cos của nguyên cụm bên trong, như vậy nguyên cái E này tôi đi qua một cái bộ là cos. Rồi cuối cùng nhân VC tôi cho VC 1 ha, nên khỏi cần nhân. Cuối cùng ra được cái ngõ ra này chính là FE. Như vậy thật ra để mình triển khai một cái mô hình Simulink là mình nhìn vào cái gì? Nhìn vào cái phương trình, từ phương trình mình viết lại dưới dạng là mạch điện. Các khối này là các khối logic toán học. Vậy mình ví dụ nha. Axiom số 6 nè, thực hiện điều chế FM cho một tín hiệu tin tức có tần số là 1 hạt ha, và tín hiệu sóng mang có tần số là 5 hạt. Rồi, bây giờ mình làm thử nè. FM đúng không? Đây chính là FM. Rồi, đầu tiên tín hiệu tin tức của tôi lúc này tần số là 1 Hz. Bộ là thằng số đó, chính là mình gọi cụm từ là constant nó sẽ ra. Thì tôi cho 5, chính là tần số sóng mang của tôi là 5 Hz. Tôi đi qua một bộ ẹt, bộ 2π. 2π chính là độ lợi đó, mình nhập cái số là 2 nhân π vô là được rồi. Đấy, bộ tích phân của mình chính là mình gọi cái từ là integrator nè, nó sẽ ra. Ha, bộ cos hay bộ sin thì mình cũng gọi y chang đúng không? Ví dụ như tôi muốn lấy cái bộ cos thì tôi gọi là cosine. Ha. Đây, mình lấy cái bộ cos này nè. Thấy không? Một bộ là bộ cos, một bộ là bộ sin. Như vậy tôi lấy cái bộ cosine ra tôi click vào. Còn những thông số bên trong mình cứ để nguyên không ảnh hưởng gì cả. Mình ok. Như vậy bây giờ mọi người coi nha. Scope kênh 1 tôi quan sát tín hiệu gốc. Scope kênh 2 tôi quan sát tín hiệu FM. Bây giờ tôi chạy. Rồi, lên rồi đấy, nhấn scope 1. Rồi, bây giờ mình nhìn nè. À, sóng thấy gớm quá. Tức là mình đã quên cái bước gì mọi người. Cái bước chỉnh độ phân giải ha. Tại vì khi mình tạo một cái file mới mình nhấn chỉnh nè. Mặc định là variable step này mình đổi thành fixed step. Rồi, sổ này ra mình cho là 0.0001. Thì lúc này cái độ phân giải nó tăng lên, nó sẽ mịn màng cái dạng sóng, mình chạy lại nó sẽ lâu hơn nè. Đấy, thấy không? Trời ơi, tôi quên tôi để 10 giây nha, mọi người đợi một tí nha. Quên chỉnh 5 giây. Rồi, cứ đợi ý. Máy lái nó không hề nhẹ nha mọi người. Rồi, 6 giây rồi nè. Rồi 8 giây. Đấy, thử quên chỉnh lại 5 giây nữa rất là lâu nha. Ok. Rồi, chạy sau nha, bấm vào scope. Bây giờ mình coi nè. Chỉnh này cho đẹp đẹp lên đây, dàn sóng thấy ghê quá. Màu đỏ ha. À, 2 đi. Rồi, bây giờ mọi người nhìn nha. Đây chính là tín hiệu tin tức của tôi. Và tín hiệu màu đỏ của tôi chính là tín hiệu FM sau khi tôi điều chế tần số. Và mọi người chú ý nha, biên độ của tín hiệu này sao? Không đổi,
pha có đổi không? Chiều hướng đi luôn luôn là như nhau. Mọi người thấy nó không có dấu hiệu đảo chiều, pha không đổi, tần số hiện sao? Dễ thấy nhất luôn. Cái khúc mà tín hiệu tin tức của tôi mà cao cao chỗ này nè, thì mọi người thấy nó thừa thừa, nó khích lại chứ, đúng không? Nó khích khích lại với nhau. Còn những cái khúc mà biên độ tôi bắt đầu nó giảm giảm chỗ này nè, thì mọi người thấy nó sao? Nó thừa ra. Mình nhìn thấy khúc đậm khúc thưa không? Nè, khúc đậm nè, khúc thưa nè, chính là tần số của tôi đã gì? Đã thay đổi. Mà tần số thay đổi như vậy mình đã thu được cái dạng sóng này, chính là dạng sóng của FM. À, được ha mọi người. Đấy. Ở đây mình không có quan sát sóng men nha, tại vì sóng men của mình lúc này nó không phải là một cái bộ mà là một cái hằng số rồi. Tại vì trong phương trình đó sóng của mình là hằng số chứ không phải là một cái phương trình cos hay sin mà mình gắn cái bộ đó vô được. Chú ý ha. Rồi. Bây giờ mình sau khi mình thực hiện các phương pháp điều chế rồi bắt buộc mình phải tiến hành giải điều chế. Như vậy để giải điều chế được á, thì mình coi cái sơ đồ khối của nó như thế nào ha. Trong giải điều chế, khúc này là khúc hồi nãy nè, tạo ra FM. Thì trong quá trình giải điều chế nó sử dụng một cái bộ là bộ nhân ha, mà nhân là nhân từng phần tử nè, chấm sao đó. Người ta gọi là nhân hai ma trận lại với nhau. Sẽ đi qua một cái bộ lọc. Lọc này có thể là lọc thông gì? À, mình lấy tín hiệu mình dùng thông giải hoặc là thông thấp cũng được. Ở đây tôi dùng thông thấp. Ra thông thấp. Tín hiệu của tôi là 1 Hz. À, như vậy thông thấp thì tôi cắt khoảng 2 Hz được rồi, 2 Hz đổ về. Rồi, sau đó mọi người thấy là tín hiệu sau khi đi ra bộ lọc lẽ ra đi ra luôn đúng không? Nhưng không. Tại vì để được dạy điều chế được FM á, mình phải có một cái sự là feedback ha. Tức là mình phải tiến hành hồi tiếp nó. Như vậy là cái ngõ ra hồi tiếp này tôi đi qua một cái bộ dao động. Tại vì hồi nãy tôi nói giống như là cái bộ AM gì đó, mình có tách sóng kết hợp thì mình phải tạo một cái bộ dao động cho nó. Như vậy cái khối VCO này chính là bộ dao động. Mình quen không ta? Trong điện tử cơ bản, cái khối VCO của mình chính là voltage control mà oscillator đó. Mọi người còn nhớ cái mạch dao động đa hài không? Đây nè. Trong điện tử cơ bản, mạch dao động đa hài, cái mạch là mình gắt hai con trăng dây to ngược nhau gắn con tụ vô nè. Và điện trở kéo lên một hồi mình thấy là led chớp tắt chớp tắt chớp tắt đó. Đó thì đây là một cái bộ dao động đa hài mà đơn giản nhất, tức là một cái bộ mà tạo xung đơn giản nhất dưới dạng là VCO. À, là mạch này nó sẽ hoạt động theo điện áp nha. Mọi người cấp điện áp càng cao thì tần số sẽ càng cao hoặc là càng thấp. Tức là nó phụ thuộc vào trong cái gì? Phụ thuộc vào cái điện áp mọi người cấp vào. Để nó cho mình cái dạng sóng ngõ ra tương ứng. À, chứ không phải là như vậy là trong cái bộ FM này nè, bộ dao động lúc này không phải là sin hay là cos nữa. À, không phải là sin hay cos nữa mà bộ dao động của nó chính là xung gì mọi người? Xung vuông. Chú ý điểm này. AM, bộ dao động chính là sin hoặc cos tần số cao. Mình tận dụng cái sin ban đầu luôn đó, sóng men. Còn đối với FM, bộ dao động lúc này sử dụng là tạo ra sóng vuông, chứ không phải là dùng sóng sin để giải điều chế. À, như vậy cái tín hiệu sau khi đã được lọc nè, nó đi qua một cái bộ dao động để làm gì đây? Nó tương tự cái quá trình mình lấy mẫu á, được không? Tín hiệu chỗ này nó ra mịn mịn như thế này nè, bây giờ nó tiến hành lấy mẫu, rồi nó hồi tiếp về cái bộ nhân ma trận chỗ này. Rồi tín hiệu này là FM đi vào tiếp, hai thằng này đi nhân nha, cứ làm liên tục như thế này mà thành một cái vòng khép kín. Và cái tín hiệu ngõ ra của mình là nằm ở chỗ này ha. Sau khi đi qua bộ dao động rồi đi ra chỗ này chính là tín hiệu FM sau khi đã giải điều chế. À, bây giờ mình cũng tiến hành mô phỏng luôn ha. FM của mình là đây. Rồi, cái bộ matrix multiply này mình chỉ cần gõ cái tên nó ra thôi là nó ra ha. Đây nè. Matrix multiply. Mình gõ nó ra, ví dụ mình kiếm matrix nè. Đây, ví dụ mình có sẵn. Rồi. Đây chính là cái bộ này mình lấy nó ra. Rồi còn cái bộ mà dao động á, bộ dao động mà điều khiển bằng điện áp á, thì mình gọi cái từ là VCO thôi. Tại vì nó tạo xung vuông mà, chứ đâu phải là tạo sóng ấy đâu. Dư cái dấu gạch. Đây, mình sẽ kiếm cái bộ VCO là continuous, tức là liên tục nha, chứ không phải là bộ dao động rời rạc. Nghe liên tục, mình lấy cái khối liên tục này ra. Rồi, tiếp theo là một cái bộ lọc. Như vậy tới đây tôi dùng là lọc thông thấp, low pass. Tôi cho tần số cắt của tôi là 2, tại vì 2 về 0 nó sẽ chứa được thằng 1. Đó, như vậy thông số thứ nhất là thông số bộ lọc. Thông số thứ hai là cái bộ dao động này. Cái tần số mọi người muốn lấy là bao nhiêu thì mình gắn cái tần số chỗ này tương ứng nè. Cái tín hiệu của tôi là 1 Hz, như vậy chỗ này tôi gắn vô 1 Hz để một hồi nó lấy đúng 1 Hz cho tôi. Còn mấy cái lái còn lại thì mọi người chỉnh theo tôi cũng được nha. Như là cái độ nhạy này mình cho nó 50, 50 Hz trên volt. Đó, ok. Và còn lại là không có gì hết, mình giữ nguyên. Bây giờ mình coi dạng sóng sau khi nè. Đầu tiên là dạng sóng của tín hiệu gốc kênh 1. Kênh 2 là dạng sóng sau khi thực hiện điều chế FM. Và kênh 3 là cái dạng sóng mà sau khi tôi đã giải điều chế FM.
chạy rồi, bây giờ bấm lại thôi. Đây, đây chính là tín hiệu tin tức ban đầu. Tín hiệu màu đỏ chính là tín hiệu FM sau khi tôi điều chế. Và tín hiệu màu xanh chính là tín hiệu sau khi tôi giải điều chế. Và mọi người coi, tín hiệu tin tức với tín hiệu sau khi giải điều chế như nhau. À, như vậy là mình đã giải điều chế xong rồi. Ok ha. Rồi. Ông ơi, phần FM được không ông? Cũng tạm luôn rồi. Cũng tạm. Rồi. Bây giờ mình đi vào phần cuối cùng của mình, chính là phần BM. Thì BM mọi người coi phương trình của nó nha. Ở đây mình chỉ nói về cái phần điều chế thôi, mình không nói về cái phần giải điều chế. Hay tại vì cái giải điều chế rất là khó nha. Và BM có rất là ít sử dụng. Thì mình thấy nè, BM chính là gì? Biên độ không đổi, tần số không đổi nhưng hướng đi bị thay đổi. Rõ ràng mình nhìn trên hình nè, thay vì đi lên luôn thì không đi nha, mà nó sẽ làm gì? Nó quay ngược lại để nó đi tiếp. Đó, và phương trình của BM của mình chính là A cos 2B nhân FCT cộng KB là hệ số khuếch đại nhân cho tín hiệu tin tức của mình. Đó, như vậy từ cái phương trình này mình làm được một cái giản đồ Simulink được không? Đây, mọi người coi nha, dạng sóng tin tức chính là MT của tôi đây, MT. Rồi tôi đi qua một cái bộ lợi là KB, như vậy tôi đi qua một cái bộ lợi chỗ này là 30 ha, 30 cũng được. Rồi, còn lại là cái gì? 2B nhân cho FT, FT và C. À, như vậy đầu tiên tôi dùng một cái khối là khối hằng số. Khối hằng số chỗ này thì cái cụm là 2BFC là tôi gom thành hằng số luôn. Nó tôi gom thành hằng số luôn, như vậy là cái cụm này nằm đây. Rồi, sau đó tôi đi qua một cái bộ tích phân nữa để mình làm mệnh tín hiệu đi. Ha, chỗ này là để nó có thêm một cái tích phân chỗ này ha mọi người, tôi đánh thiếu. Một bộ tích phân. Sau đó mình lấy hai thằng này mình làm gì với nhau mọi người? Cộng lại. Tôi cộng là tôi đi qua một cái bộ e. Rồi xong nguyên được cái e này, lúc này mình làm phép toán gì? Cos. Như vậy chỗ này đi qua một bộ cos. Rồi cuối cùng đi qua một cái bộ độ lợi. Ở đây không có bao nhiêu, tôi cho là một luôn. Đó, như vậy đây chính là cái sơ đồ khối của mình là điều chế là BM. Thì mình có axiom số 8 nha. Thực hiện điều chế BM cho tín hiệu tin tức với cái tần số là 1 hertz. Và cái tín hiệu sóng men của tôi bây giờ là 10 hertz. Và mình 10 nhưng mà mình nhân thêm bao nhiêu? 2B. Tại vì tôi gom cụm là 2BF này thành một cái cụm duy nhất là cụm hằng số chỗ này. Như vậy một hồi tôi cấu hình trong đây phải là gì? 2B nhân cho 10. Đấy. Bây giờ mình cũng tiến hành mô phỏng thử. Đây nha. Tín hiệu tin tức của mình là bao nhiêu? 1 hạt, như vậy là 1 sao 2B. Tại vì tôi xài cái khối sine wave này nên bắt buộc đổi về radian. Rồi. Đây là cái khối là hằng số của tôi. Tín hiệu sóng men của tôi là 10 và tôi nhân cho 2B để đảm bảo công thức của tôi đúng. Xong. Rồi đi qua bộ cos độ lợi. Bây giờ mình coi dạng sóng của nó. Rồi, click vào scope. Ok. Bây giờ mình scale nó cho dễ nhìn nha. Làm đây, chỉnh scale ngang. Mình nhìn thấy trên cùng là tín hiệu tin tức, bên dưới là tín hiệu sóng men, là bên dưới chính là tín hiệu sau khi mình điều chế, mình coi có phải pha bị thay đổi hay không nha. Đầu tiên đường đi như thế này không có gì tới đây, lẽ ra chỗ này nó phải làm sao mọi người? Đi lên luôn, nhưng không, móc dòng về đi ngược lại. Thấy không, những chỗ này nè, thay vì đi lên luôn không đi, móc dòng ngược lại. Đó, mà khi mà thay đổi hướng tức là pha thay đổi, mà pha thay đổi chính là mình điều chế gì? BN. À, như vậy là mình xong. À, cũng như là mình kết thúc luôn cái phần chương 3 điều chế tương tự của mình. Ok ha.